Thái quân. Đứng lại. Hai người, làm gì đấy? Thái quân, chúng tôi vào thành bán hàng. Cô ấy là vợ tôi. Tôi không có hỏi anh. Để cô ta nói. Cô định làm gì? Chúng tôi là vợ chồng. Vào thành bán rau. Vào thành bán rau sao? Anh muốn làm gì? Đánh xa cô ấy ra, khỉ gió. Đánh hắn cho tôi. Lâm Dũng. Thái quân, chúng tôi là người dân bình thường thật mà. Cô gái, đừng sợ. Tôi không phải người xấu. Buông ra. Đi xem sao đi. Lâm Dũng, qua đây. Buông tôi ra. Đi thôi, Lâm Dũng ơi. Lâm Dũng. Đi thôi, Lâm Dũng. Nhanh lên, Lâm Dũng ơi. Cô gái, cô không sao chứ? Hạ Linh, Nhị Hổ, sao lại là anh? Quân địch tới rồi, đi thôi. Đợi đã. Em không thể để anh ấy lại đây được, đi thôi. Lâm Dũng, mau đuổi theo. Có người, mau trốn đi. Chỗ này không thể ở lâu được. Mau đi thôi. Ai đó? Bùi trưởng quỹ, là tôi. Là hai người sao? Bùi trưởng quỹ, mau vào đi. Vào trong rồi nói. Sao hai người lại? Đúng rồi, hôm nay người trên phố nói có người đã sát hại ba tên lính Nhật. Là hai người phải không? Phải. Nhưng mà bùi trưởng quỹ à, lần này tôi tới là vì có tình báo quan trọng cần giao cho anh. Được, để tôi đưa hai người đi nghỉ ngơi. Đi. Vào đi. Đêm nay hai người cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi đã. Ngày mai tôi sẽ đưa hai người ra khỏi thành. Nhị Hổ, chuyện của Đại Long chúng tôi đã biết cả rồi. Anh trai cậu đã làm rất tốt. Mong cậu đừng quá đau lòng. Bùi trưởng quỹ, cảm ơn anh. Nhị Hổ, bây giờ hộp vàng vẫn đang do cậu giữ phải không? Phải. Đàm Thanh Nhi là người của cục bảo mật. Quả không ngoài dự đoán của tôi, thân phận của Đàm Thanh Nhi này không hề đơn giản. Nhị Hổ, Đàm Thanh Nhi này có thể tin được không? Trong lòng anh tự biết rõ, hiện giờ chúng ta không liên lạc được với cấp trên. Vì sự an toàn của hộp vàng, tôi nghĩ chúng ta nên vứt bỏ hiềm khích cũ mà hợp tác với nhau. Bùi trưởng quỹ, anh nghĩ như vậy thật sao? Hiện giờ đất nước đang lâm nguy, chúng ta không nên có lòng ích kỷ. Được rồi, hai người nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi sắp xếp đây. Được. Vậy anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Được.
đã điều tra rõ hộp vàng này là một phần của kế hoạch mặt trời đen của quân Nhật. Ngoài ra yếu nhân của chính phủ quốc dân cũng đã thâm nhập vào thành Edo. Mục đích thật sự là để đoạt lấy hộp vàng. Yêu cầu các anh nhất định phải bảo vệ hộp vàng an toàn. Nhị hổ, Bùi trưởng quỹ, nhị hổ đâu? Trước khi tôi ngủ, anh ấy còn ở đó mà. Ở đâu? Chỗ đó đó. Hạ Linh, là thư viết cho cô. Hạ Linh, em phải bảo trọng đấy. Anh đi đây, giúp anh chuyển lời tới Bùi trưởng quỹ. Hẹn ngày gặp lại. Đúng là sợ gì gặp đó. Cậu ấy có từng nói là muốn đi đâu không? Không có. Sao thế Bùi trưởng quỹ, tình hình có thay đổi? Tôi vừa nhận được tin, phải lập tức ngăn cản bàn giao ngay. Không thể để nhị hổ giao hộp vàng cho cục bảo mật được. Giờ chúng ta phải mau báo cho nhị hổ đi. Nhưng mà hiện giờ chúng ta còn không biết nhị hổ đang ở đâu. Hơn nữa con người cậu ấy trước giờ toàn làm mọi việc trong âm thầm. Xem ra chúng ta phải tới sơn trại một chuyến rồi. Sơn trại sao? Phải. Đại Long nói với tôi, hiện giờ bọn họ đang trốn ở một sơn trại mới. Tôi sẽ lập tức tới sơn trại tìm họ. Cô ư? Bùi trưởng quỹ, anh yên tâm đi. Tôi rất thân với bọn họ, họ nhất định sẽ tin tôi. Được. Chuyện đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể phái cô đi được thôi. Tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhà tù bị canh gác nghiêm ngặt, bất chấp đi cứu thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Việc hộp vàng sẽ thuộc về ai? Cùng lời hứa với Đàm Thanh Nhi và tâm trạng lo lắng về việc ứng cứu Công Tôn Vũ khiến Dương Nhị Hổ không thể chợp mắt được, nên đã quyết định quay lại sơn trại ngay trong đêm. Lão Lý à? Lão Lý, tôi gọi anh tới gấp như vậy tại vì có tình hình mới. Anh nhìn tấm ảnh này đi. Người này là chuyên viên Ủy ban Thiết kế Quốc phòng Chính phủ Quốc dân, tên là Cao Gia Bình. Anh ta tới chỗ chúng ta chính là vì nhắm vào hộp vàng. Hơn nữa người này qua lại khá là thân thiết với Uông Tinh Vệ. Chúng tôi đang lo mục tiêu của anh ta không đơn giản. Ý anh là anh ta sẽ giao hộp vàng cho Uông Tinh Vệ sao? Rất có khả năng. Thời gian cấp bách, không kịp nói rõ hơn. Anh hãy lập tức phái người theo sát những người có qua lại với anh ta đi. Được, tôi hiểu rồi. Mau đi đi. Được. Ai đó? Là tôi. Anh biết không, tôi sắp bị dọa xỉu rồi. Hôm qua tôi có nghe nói có người dùng phi đao chiến đấu với đám lính Nhật. Bây giờ Okamura đang lùng bắt hắn khắp nơi. Hơn nữa người dùng phi đao đó bây giờ vẫn không rõ tung tích. Sau này anh đừng như vậy nữa có được không? Tôi đã đồng ý với cô là hôm nay sẽ trở về rồi mà. Cô xem đi, không phải tôi vẫn bình yên đấy sao?
Nhị hổ, hai người, vậy hai người tiếp tục đi nhé. Đợi một lát, thông báo với mọi người, tôi có chuyện cần thương lượng. Hồ Gia Trại, cậu đi tận mấy ngày trời chỉ để về nói với chúng tôi rằng việc ứng cứu rất khó sao? Được rồi, cứ làm theo ý của tôi đi. Đại đội trưởng Lê, chúng ta tập hợp hết nhân lực lại với nhau, trực tiếp đánh qua đó, diệt sạch bọn chúng. Tôi không tin là không cứu được cậu Công Tôn. Khỉ gió thật. Trại chủ Hồ, anh đừng kích động như vậy. Tôi đã thăm dò thử rồi, binh lực hiện giờ của quân địch so với trước đây đã tăng lên gấp nhiều lần. Nếu chúng ta tấn công vào nhà tù thì chính là tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó, vừa không cứu được Công Tôn Vũ, lại còn hy sinh tính mạng của rất nhiều anh em khác. Đúng vậy, đã hy sinh tính mạng của quá nhiều anh em rồi. Chúng ta không nên hành động lỗ mãng nữa. Tôi từng bị nhốt trong nhà tù đó, dễ phòng thủ khó tấn công. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất định là bọn chúng sẽ tăng cường phòng vệ. Nếu cứ thế xông vào thì phần thắng gần như bằng không. Nhất định phải lên kế hoạch thật cẩn thận. Đúng rồi, tôi còn có một chuyện nữa muốn nói với mọi người. Tôi dự định sẽ giao hộp vàng đó cho chính phủ quốc dân. Được, tôi ủng hộ anh. Mọi người thử nghĩ xem, hộp vàng nằm trong tay chúng ta, quân địch cứ luôn nhắm vào nó, đối với ai cũng là một sự uy hiếp. Nhưng giao cho chính phủ rồi thì bọn chúng coi như hết cách. Về quyết định này, tôi cũng đã suy đi nghĩ lại rất nhiều rồi. Tất cả chúng ta đã vì cái hộp này mà vào sinh ra tử, hy sinh tính mạng nhiều anh em như vậy. Cho đến giờ, thật sự không thể để ai hy sinh vô ích nữa. Tôi nói với mọi người như vậy, tại vì có một chuyện muốn xin mọi người. Để đảm bảo bàn giao hộp vàng thuận lợi, tôi hy vọng mọi người có thể phối hợp với tôi để chuẩn bị thật chu đáo. Có phải anh đã có kế hoạch gì rồi không? Hy vọng sau khi bàn giao hộp vàng thành công, chúng ta sẽ có thể dốc toàn lực ứng cứu Công Tôn Vũ. Anh nói cụ thể hơn đi. Hiện giờ tôi đang có kế hoạch thế này, nhưng mà vẫn chưa đủ chu toàn, không nắm chắc được phần thắng. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Xuất phát. Đi. Đi thôi. Đi nào. Cậu chắc chắn chứ? Hành tung của đám người này vô cùng khả nghi. Hẳn là có người đứng sau chỉ thị bọn họ tới đây theo dõi. Có biết là ai làm không? Tạm thời vẫn chưa điều tra ra. Tôi thấy chắc là do người Nhật phải tới để giám sát chúng ta. Hiện giờ người Nhật đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Vậy nên chúng ta không thể ở lại ít đô lâu được. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Ngài cảm thấy có nguy hiểm sao? Ít đô là chốn thị phi. Chúng ta phải nhanh chóng về Thượng Hải thôi. Tên Đường Hữu Nghĩa đó xem ra cũng không đáng tin cho lắm. Không thể quá tin anh ta được. Tôi căn bản không hề tin tưởng anh ta. Anh ta chẳng qua chỉ là một con cờ để giúp chúng ta lấy được hộp vàng. Đợi hộp vàng về tay rồi, anh ta sẽ hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Đến lúc đó thì không đến lượt anh ta ra điều kiện với tôi nữa. Ngài cao sáng suốt. Anh Cao, báo cho anh một tin tốt đây. Hộp vàng có khả năng hôm nay sẽ về tay chúng ta. Thật sao? Nhưng mà tôi phát hiện có vài kẻ khả nghi bám theo tôi. Tôi nghi ngờ bọn chúng là gián điệp của người Nhật. Có chuyện này thật sao? Anh có thể giúp tôi đánh lạc hướng đám gián điệp đó không? Để tôi dễ thoát thân. Vậy anh cần tôi làm gì? Anh hãy giúp tôi. Hạ Linh. Hạ Linh, Bùi trưởng quỹ, cuối cùng cũng đuổi kịp cô rồi. Bùi trưởng quỹ, sao anh lại đến đây? Tôi muốn cùng cô đi tìm nhị hổ. Bởi vì lại có chuyện nữa rồi. Tôi phải đích thân nói với cậu ấy. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Không kịp nữa rồi. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Đi thôi.
Anh Đường, mời. Anh Cao, ván này anh thua chắc rồi. Tôi thấy chưa chắc đâu. Anh không tin sao? Được, anh tới phòng bia đợi tôi đi. Tôi đi vệ sinh một lát. Được, tôi đợi anh. Được. Cậu đi trước đi. Anh cứ đi đi. Vậy tôi vào trước nhé. Nhanh lên. Hoan nghênh quý khách, quý khách đi thong thả. Mọi người, tới đây được rồi. Chúng ta chia ra hành động, yên tâm đi. Phải đấy, nhị hổ, các anh em của chúng tôi không phải lũ ăn hại, nhất định sẽ cứu được công tôn Vũ ra. Trại chủ Hồ, vậy phải làm phiền mọi người rồi. Bảo trọng, nhớ cẩn thận. Đi thôi. Tiểu Cương, có, đi trước thăm dò. Vâng. Đi thôi, đi. Nhanh lên. Anh Đường, các anh tới cũng nhanh thật đấy. Nhận được điện báo, trạm trưởng đã phái chúng tôi lập tức qua đây ngay. Vất vả rồi. Trạm trưởng còn dặn dò chúng tôi phải nghe theo sự điều động của anh. Cái tôi cần chính là câu nói này. Chuyện không thể chậm trễ, hành động thôi. Rõ. Đi. Tôi thấy có một nam một nữ đang đi về hướng chúng ta, có vẻ khả nghi. Có khi nào là thám tử quân địch phái tới không? Mặc kệ, cứ mai phục trước đã, đề phòng bất trắc. Được, nhanh lên. Cứ làm theo lời tôi đi. Rõ. Ở ngay phía trước. Đứng lại. Muốn làm gì? Chúng tôi muốn làm gì? Hình như không liên quan đến các anh. Đừng. Người anh em này, chúng tôi có chuyện cần lên núi, phiền anh nhường đường cho. Nhìn hai người vội vàng, lén là lén lút, nhìn là biết không phải người tốt. Nói mau, lên núi làm gì? Nếu tôi không nói thì sao? Không nói thì không cho cô đi. Anh Hạ Linh. Hạ Linh này, sao em lại tới đây? Anh Lê. Mọi người quen nhau à? Không cần căng thẳng. Là người phe mình. Hạ Linh, sao cô lại lên đây? Cô xem tôi nhớ cô gầy cả người luôn này. Mã Tiểu Hiệp, đã lâu không gặp. Hai người có chuyện gì sao?
Nhị Hổ đâu? Bọn em đi tìm Nhị Hổ có chuyện gấp anh ấy. Hình như là đi giao cái gì mà. Tiểu Hiệp, cậu ấy đã đi rồi sao? Hỏng rồi. Thế này thì không kịp mất. Sao thế? Chúng tôi có chuyện gấp, cần tìm Nhị Hổ ngay. Anh đây là... Đây là Bùi trưởng quỹ. Anh ấy là... Tôi là bạn của Nhị Hổ. Cậu yên tâm đi, là người mình. Phải đấy anh Lê. Cậu ấy... Nhị Hổ nói định tới miếu Long Hoa gì đó. Cậu ấy qua đó rồi. Miếu Long Hoa sao? Được, tôi biết rồi. Mọi người, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại. Không kịp nói rõ nữa. Chúng tôi phải đi trước đây. Đi thôi. Anh Lê, em đi đây. Tôi cũng đi nữa. Cậu đi làm cái gì? Tôi, anh không biết đâu. Buông tôi ra đi. Anh chẳng hiểu gì cả. Tôi hiểu cái gì cơ? Hai người này là sao vậy? Không chịu nói rõ ràng gì cả. Coi chúng ta là người ngoài hả? Thật tình, đừng cãi nữa. Thời gian cấp bách. Chúng ta mau xuất phát thôi. Mặc kệ họ đi. Được. Đi thôi, đi. Đi thôi, theo sát đấy. Báo cáo. Báo cáo đại tá, mất dấu đường Hữu Nghĩa rồi. Một lũ vô dụng. Đại tá, có khi nào tên đó chuồn rồi không? Khả năng là có liên quan đến Hộp Vàng. Akasaka, cử thêm người theo sát Cao Gia Bình cho tôi. Chuyện này tuyệt đối không chỉ do một mình đường Hữu Nghĩa lên kế hoạch. Anh ta nhất định sẽ quay lại tìm Cao Gia Bình. Rõ. Phía công Tôn Vũ có moi ra được gì không? Thằng nhóc đó cũng là một tên cứng đầu cứng cổ, không nói dù chỉ một chữ. Lạ thật đấy. Đại tá, có gì kỳ lạ cơ? Hành động của công Tôn Vũ thì không có gì kỳ lạ cả. Kỳ lạ ở chỗ là tại sao Dương Nhị Hổ lại không tới cứu cậu ta? Theo như những gì tôi hiểu về Dương Nhị Hổ thì cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc công Tôn Vũ. Thanh Nhi, nãy giờ cứ thấy cô nặng nề tâm sự. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Không có. Tôi thật sự đã nói hết với anh rồi. Đi thôi. Trại chủ Hồ, sau khi vào trong, cứ chia ra hành động theo như những gì đã bàn trước. Được, cứ làm theo kế hoạch đi. Đừng để xảy ra sơ sót, yên tâm đi. Cút. Thưa anh còn chưa trả tiền mà. Trả cái đầu nhà cậu. Thứ không có mắt. Tôi dùng củi của cậu là phúc của cậu đó. Còn dám đòi tiền hả? Mau cút đi, biến lẹ. Kia chính là cửa nhà tù, có nhìn thấy chưa? Không cần anh nói, chúng tôi đều biết. Người anh em, không sao chứ? Cảm ơn anh. Tôi không sao. Đều tại tên cẩu hán Giang Lương Đại Sơn đó. Hắn ý có người Nhật chống lưng, ức hiếp người dân. Hắn sẽ không có kết cục tốt đâu. Lương Đại Sơn, đó chính là nhà của tên hán Giang Lương Đại Sơn sao? Hắn ta có nhà không? Có. Nào, người anh em. Cho cậu đấy. Đi đi, cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh. Đại ca, tình hình khẩn cấp, chúng ta còn có chuyện nữa mà. Vẫn kịp. Phải xử hắn trước rồi tính.
Tiểu Cương, chia ra hành động theo kế hoạch. Đó, hai người các anh đi theo tôi. Làm thang người, leo lên. Lên đó làm gì? Phóng hỏa chứ làm gì nữa. Nhanh đi, mau, làm đi. Nào, lên. Nhanh lên. Lão già họ Hạ này có nhiều đồ tốt thật đấy. Này thì dám bắt nạt người dân này. Hôm nay ông phải dùng củi của dân để thiêu rụi chúng mày. Cháy rồi, cháy nhà rồi, mau tới đây. Cháy rồi, đi thôi. Hội trưởng Lương, cháy rồi. Cái gì? Cháy ở đâu cơ? Ở nhà củi. Sao nhà củi lại bốc cháy được chứ? Không biết nữa, còn ngay ra đó làm gì? Không, mau đi dập lửa đi, nhanh lên. Sao nhà củi lại vô duyên vô cớ bốc cháy được? Nhanh lên. Đi, đi thôi. Lương Đại Sơn, ra đây ngay cho ông. Các anh em, xử sạch bọn chúng cho tôi. Sao, sao lại? Đại đội trưởng, có tiếng súng, đã hành động rồi. Có phải là do nhóm người lão Hồ làm hay không? Không đúng. Theo kế hoạch thì Hồ Bảo phải tấn công chính diện, đánh lạc hướng kẻ địch rồi chúng ta mới cứu viện. Sao lão Hồ này lại không làm theo kế hoạch vậy chứ? Hỏng hết cả chuyện. Đại đội trưởng, làm sao bây giờ? Không vội, cứ xem tình hình đã. Hội trưởng, không có chỗ trốn. Mày chạy đi, chạy đi, chạy nữa xem nào. Chạy đi. Anh Hồ, chú Hồ, nói tiếp đi. Ông nội của tôi ơi, ông nội Hồ, những chuyện xấu đó đều do Thái quân. À không phải, là do bọn Nhật bảo tôi làm đấy. Tôi bị oan mà. Lúc mày sát hại cha ông, đám quân Nhật đó đã tới chưa? Chờ đã, đợi đã. Từ đã. Ngài Hồ à, trên tôi còn mẹ già 80 tuổi, dưới còn có con nhỏ mới chào đời. Chỉ cần anh thả tôi ra, Lương Đại Sơn tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Lương Đại Sơn tôi xin, xin thề ở đây, mày tới chỗ Diêm Vương mà làm trâu làm ngựa đi. Mày sát hại bao nhiêu người dân vô tội như vậy, mày có đền 10 cái mạng cũng không chuộc lại được tội. Đi gặp Diêm Vương đi. Thái quân, ngài Okamura cứu tôi.
Trong thành có tiếng súng. Không phải xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Không lo được nhiều như vậy nữa. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là phải nhanh chóng tìm được nhị hổ, ngăn cản cậu ấy giao hộp vàng cho cục bảo mật. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Chúng ta phải nhanh lên mới được. Mau lên. Đi thôi. Tại sao bọn chúng lại tấn công nhà của Lương Đại Sơn? Nêu suy nghĩ của cậu đi. Bọn chúng muốn gây ra hỗn loạn. Vậy tại sao lại muốn gây ra hỗn loạn? Tôi hiểu rồi. Bọn chúng làm như vậy chẳng qua chỉ là đang dùng chiêu dương đông kích tây, hòng phân tán binh lực của chúng ta thôi. Như vậy thì bọn chúng sẽ có thể tới nhà tù cứu người rồi. Dương nhị hổ này xem thường tôi quá rồi đấy. Đại tá sáng suốt Akasaka, tiểu đội mà tôi bảo cậu cho sẵn sàng đợi lệnh có thể hành động rồi đấy. Xuất phát. Đại đội trưởng, quân Nhật điều thêm chi viện rồi. Tiếng súng mãi vẫn chưa dừng. Chúng ta có lên nữa không đây? Đại đội trưởng, đừng do dự nữa. Không đợi nữa, ra tay thôi. Đó, được, lấy vũ khí đi. Là chỗ này. Có phải nhóm đội trưởng Lê bắt đầu hành động rồi không? Thời gian cũng khá khớp. Chắc là bọn họ đấy. Hy vọng lần này có thể thuận lợi cứu được công Tôn Vũ. Chú ý ẩn nấp. Nhanh lên, di chuyển các phạm nhân quan trọng. Đó. Phải rồi. Người sẽ trao đổi với chúng ta là ai vậy? Anh ấy tên Đường Hữu Nghĩa, biệt danh là Lão Đường, là cấp trên của tôi. Chúng ta giao hộp vàng cho anh ta, anh ta sẽ giao lại cho chính phủ quốc dân chứ? Tất nhiên rồi, cục bảo mật trực thuộc chính phủ quốc dân mà. Sao thế? Vì bảo vệ cái hộp này mà cha tôi, anh trai tôi cùng nhiều người khác đã phải hy sinh. Thật sự không thể xảy ra sai sót nào được. Cô hiểu chứ? Có phải anh vẫn không tin tôi không? Nếu như tôi không tin cô thì đã không cùng cô tới đây rồi. Đi thôi. Công Tôn Vũ, đại đội trưởng Lê, chỗ này nguy hiểm lắm, các anh cứ mặc kệ tôi, mau đi đi. Công Tôn Vũ, anh cố lên. Mọi người nghe rõ đây, hôm nay phải cứu được Công Tôn Vũ. Tiếp tục bắn cho tôi. Đại đội trưởng Lê, cứ mặc kệ tôi, mau đi đi. Giải anh ta đi, đi mau. Người anh em,
Lấy súng máy ra đây. Đại đội trưởng Lê, súng của bọn chúng mạnh quá. Hay là chúng ta rút đi, không đỡ nổi đâu. Đừng nhiều lời. Các anh em, bắn mạnh lên cho tôi. Bắn đi. Tiểu Cường, Vương Quốc Cường, Tiểu Cường, đại đội trưởng, anh đi đi, để tôi chặn hậu cho. Mau đi thôi, không đi là cả đám nằm hết ở đây đấy. Các anh em, rút. Đi thôi, rút lui. Mau đuổi theo, nhanh lên. Đuổi theo. Tiểu Cường, nhanh lên. Bên này. Tiểu Cương, Tiểu Cương, chúng ta đi, đại đội trưởng. Đại đội trưởng Lê, tôi có phải là một anh hùng không? Phải, cậu là anh hùng. Hứa với tôi. Hãy hứa với tôi một chuyện. Cậu nói đi. Chuyện gì tôi cũng hứa hết. Phải tiếp tục sống. Tiểu Cương, Tiểu Cường ơi, Tiểu Cường, đại đội trưởng Lê, mau đi thôi, đi thôi, đuổi theo. Đại đội trưởng Lê, tôi tới rồi đây. Sao giờ anh mới tới chứ? Người anh em, cậu có biết không? Tôi đã trừ khử được Lương Đại Sơn rồi. Tôi đã báo thù được cho cha tôi. Cha tôi có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Quân địch tới rồi, mau đi thôi, mau rút thôi. Quân xuất sinh, đi mau, nhanh lên. Buông tôi ra. Đi thôi, đi, nhanh lên. Anh Đường, có người tới rồi. Có nhìn rõ là ai hay không? Một nam một nữ. Nam thì khá cao, nữ thì khá gầy. Không nhìn rõ mặt, nhưng mà trong dáng đi của bọn họ, chắc chắn là người luyện võ. Nhất định là bọn họ. Nói với các anh em, tuyệt đối đừng xảy ra sai sót gì đấy. Rõ. Bắt lấy bọn chúng. Đáng ghét. Bọn Nhật, mau nấp đi. Hãy
hỏa lực mạnh quá, phải làm sao đây? Tiểu Duy, đại ca, tự đóng súng máy trên kia cho tôi. Rõ. Diễm Hộ. Tiểu Duy, xông lên. Rút lui, ông đây liều với chúng mày. Đi thôi, nhanh lên, đi mau, rút lui, đuổi theo. Nhanh lên. Chắc là ở bên đó. Vâng. Cẩn thận. Không sao. Lão Đường đâu? Anh ấy có chuyện gấp, vẫn đang giải quyết. Vậy nên đã bảo chúng tôi tới đây. Cô chỉ cần giao hộp vàng cho chúng tôi là được rồi. Các anh là ai? Dựa vào đâu mà tôi phải tin các anh? Khoan đã. Cô Đàm, cô nhìn cái này là sẽ biết ngay thôi. Cái gì vậy? Bọn họ đúng là người của cục bảo mật. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Thanh Nhi, xin lỗi nhé. Không gặp được người đã chỉ định, tôi sẽ không giao hộp vàng ra đâu. Không giao, tôi cho là không được đâu. Rốt cuộc là các anh muốn làm gì? Ra đây đi. Lén lén lúc lúc trốn trong đó thì chả phải hảo hán gì. Lão Đường, anh ấy chính là người tôi đã nói với anh. Anh làm thế này là có ý gì? Đồng chí Phùng Thái Minh, để anh đợi lâu rồi. Không sao. Giao món đồ ấy cho tôi đi. Rốt cuộc anh là ai?
Anh từng gặp anh ấy rồi sao? Tất nhiên rồi. Người mạo danh Phùng Thái Minh đi gặp bọn tôi chính là anh ta. Lão Đường, chuyện này là sao? Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ tôi không có thời gian để giải thích rõ với cô. Đưa hộp vàng cho tôi. Hiểu lầm sao? Anh cấu kết với người Nhật mà còn dám nói với tôi là hiểu lầm. Muốn lấy hộp vàng sao? Nằm mơ đi. Dương Nhị Hổ, cậu đừng có ăn nói bậy bạ. Nếu như tôi muốn lấy mạng cậu thì cậu còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi sao? Lẽ nào cả cô cũng không tin tôi? Tên cậu Hán Giang nhà anh, tôi sẽ không để anh lừa nữa đâu. Thanh Nhi, chúng ta đi. Thanh Nhi, đi thôi. Cô ấy sẽ không đi với cậu đâu. Đàm Thanh Nhi. Này Đàm Thanh Nhi. Nhị Hổ, bỏ súng xuống hết cho tôi. Nếu anh dám đụng vào anh ấy, tôi sẽ bắn anh. Không tin được cô lại dùng súng chĩa vào tôi. Cô đã quên thân phận thật của mình rồi à? Rốt cuộc cô đang làm việc cho ai? Rốt cuộc anh đang làm việc cho ai? Anh bán đứng đảng quốc. Anh chính là một tên Hán gian, là một tên phản bội. Tôi có phản bội hay không? Chưa đến lượt cô lên tiếng phán xét. Cố Tuyết Nhi, cô nghĩ cho kỹ đi. Nếu như giờ cô không đi với tôi, sau này sẽ không còn cơ hội để đi nữa đâu. Kể từ giây phút này, tất cả bọn họ đều biết về thân phận của cô. Cô thử nghĩ đi, cô còn có đường lui nữa sao? Dù có phải bỏ mạng lại, tôi cũng sẽ không đi theo anh đâu. Nhị Hổ, tỉnh lại đi. Đợi đã. Mau, lên núi đi. Đại đội trưởng Lê, đi thôi. Mau đi. Nhanh lên.
Báo cáo đại tá, cổng đã bị phá từ bên ngoài. Báo cáo đại tá, Dương Nhị Hổ quả nhiên rất gian xảo, suýt chút nữa đã để quỷ kế của bọn chúng thành công rồi. Cũng tại chúng tôi không nắm rõ địa hình bên ngoài, nên chẳng bắt sống được tên sơn tặc nào cả. Có điều, bọn chúng tổn thất rất nghiêm trọng. Tình hình bên phía Lương Đại Sơn sao rồi? Lương Đại Sơn đã bị sơn tặc trừ khử tại nhà. Nhưng mà, may mà bọn chúng làm như vậy, chúng ta mới có thể dự đoán trước được. Nếu không e là, lần này sẽ để bọn chúng cướp ngục thành công thật. Vậy còn tình hình của Đường Hữu Nghĩa và Cao Gia Bình thì sao? Gần đây Cao Gia Bình đang ở nhà thu dọn đồ đạc, có lẽ sẽ rời khỏi Ích Đô. Đường Hữu Nghĩa thì vẫn vậy, không rõ tung tích. Nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành đều là nhờ mọi người đã nỗ lực phối hợp. Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ báo cáo thành tích của mọi người đúng theo sự thật lên cấp trên, để công lao của mọi người được ghi nhận. Mong là sẽ được anh giúp đỡ nhiều hơn. Không vấn đề gì. Thế này, anh về phục mệnh trước đi. Chúng ta từ biệt tại đây. Vâng, mời. Chính là chỗ này. Lạ thật, sao lại yên tĩnh như vậy chứ? Hay là đã có chuyện gì rồi? Đi, vào trong xem sao. Đi thôi. Lên đó đi. Nhị Hổ là ai? Hạ Linh, cô Đàm, Nhị Hổ, anh Nhị Hổ. Nhị Hổ bị sao thế? Anh Nhị Hổ, anh ấy bị sao vậy? Anh Nhị Hổ, Nhị Hổ, anh tỉnh rồi. Nhị Hổ, nào ngồi dậy đi. Tên nhóc thối, anh không thể bảo vệ em được nữa rồi. Phải tự chăm sóc bản thân đấy. Hãy ghi nhớ những gì anh nói. Anh mệt quá rồi, anh muốn nghỉ ngơi. Anh sẽ nghỉ ngơi một lát nhé. Cha ơi, cha sẽ không sao đâu, rồi cha sẽ khỏe lại mà. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi sẽ ở đây với anh.
khóc thì có ích gì chứ? Nước mắt có thể giải quyết vấn đề được sao? Vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Bây giờ không phải là lúc khóc lóc. Phải. Chúng ta còn chưa đánh đuổi được quân xâm lược ra khỏi đất nước nữa mà. Vì mục tiêu này, con đường của chúng ta vẫn còn dài lắm. Nhị Hổ, tôi biết trong lòng anh rất khó chịu. Tất cả những chuyện này đều là do chiến tranh mà ra. Những người vì trận chiến tranh này mà mất đi người thân, đâu chỉ có mình tôi, còn cả cô nữa mà. Trước đây tôi từng gặp cha cô ở trên chiến trường. Ông ấy là một anh hùng. Anh thật sự chưa từng nghi ngờ tôi sao? Nghi ngờ chuyện gì? Nếu như tôi nói tôi không phải là Đàm Thanh Nhi thì sao? Tôi không phải là Đàm Thanh Nhi. Tên tôi là Cố Tuyết Nhi. Tôi là trẻ mồ côi, không hề quen biết với lão Đàm. Vậy Đàm Thanh Nhi thật đang ở đâu? Tôi không biết. Tôi chỉ biết đây là nhiệm vụ của tôi thôi. Nhiệm vụ sao? Tôi là người của cục bảo mật. Nhiệm vụ của tôi là tiếp cận Dương Nhị Hổ và lấy hộp vàng. Nói cho cùng thì vẫn là vì cái hộp đó mà thôi. Nhị Hổ, anh nghe tôi nói đi. Bây giờ anh giao hộp vàng cho đảng Cộng sản không phải là một ý hay đâu. Mạng lưới liên lạc của bọn họ đã bị phá hủy rồi. Bây giờ đưa cho bọn họ chỉ càng nguy hiểm hơn thôi. Nguy hiểm sao? Vậy cô nói cho tôi biết đi, phải làm thế nào mới là an toàn đây? Giao cho cục bảo mật sao? Hay là giao cho cô? Xin anh hãy tin tôi. Giao hộp vàng cho tôi đi. Tôi sẽ giao nó cho chính phủ Trùng Khánh. Như vậy sẽ vừa có thể bảo vệ được hộp vàng, vừa có thể giải được bí mật của nó. Tôi tin cô. Nhưng mà cục bảo mật thật sự có thể giải được mật mã của chiếc hộp này sao? Tôi tin bọn họ sẽ có cách để mở cái hộp này ra. Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ. Giờ tôi phải vào thành một chuyến để nghe ngóng tin tức về Công Tôn Vũ. Muộn nhất là ngày kia tôi sẽ về. Đợi tôi về rồi mới quyết định được không? Được. Chú ý an toàn đấy. Yên tâm đi. Nhị Hổ, tôi có một thỉnh cầu. Nói đi. Hãy giữ bí mật giúp tôi. Cứ gọi tôi là Thanh Nhi đi. Hộp vàng đâu? Hộp vàng đang ở đâu? Đại tá, ngài có sao không? Đại tá, sức khỏe của ngài còn chưa hồi phục hoàn toàn, hay là quay lại bệnh viện dưỡng thương đi. Tôi muốn biết hành tung của bọn chúng, muốn biết hộp vàng đang ở đâu.
Tôi muốn chính tay tiêu diệt Dương Nhị Hổ. Xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ không tha cho chúng. Đường Hữu Nghĩa và Cao Gia Bình có động tĩnh gì mới không? Chuyện làm đến đâu rồi? Tôi không thể ở lại đây quá lâu được đâu. Chuyện này không thể nôn nóng được. Tôi nghe nói Okamura khó khăn lắm mới lấy được hộp vàng, nhưng lại là đồ giả. Hy sinh mất bao nhiêu người? Ngay cả chính Okamura cũng suýt bị Dương Nhị Hổ cho chầu trời. Dương Nhị Hổ này quả là tài năng hơn người, không đơn giản chút nào, đúng là không hề đơn giản. Nhưng mà chính cậu ta cũng mất đi một cánh tay. Ý của anh là sao? Anh trai của Dương Nhị Hổ đã bị quân Nhật tiêu diệt rồi. Vậy nội gián của anh có còn đáng tin nữa không? Tuyệt đối đáng tin. Nhưng mà tôi nói trước cho anh biết, một khi lấy được hộp vàng thì cái giá của tôi sẽ tăng lên gấp đôi. Anh Đường, về giá cả thì chúng ta đã thương lượng xong từ trước rồi mà. Sao anh lại đòi tăng giá như vậy chứ? Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, vì cái hộp vàng này mà biết bao người đã phải hy sinh. Bây giờ tôi cũng đang liều mạng làm việc cho anh còn gì. Anh không trả nổi cũng không sao, có người trả nổi mà. Chẳng sao cả. Đừng mà, anh Đường, có gì thì từ từ nói. Cũng chỉ là vấn đề tiền nong thôi mà. Chỉ cần anh giao hộp vàng tới tay tôi một cách an toàn, tiền không thành vấn đề. Một lời đã định. Được.